Khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về, cũng là lúc mùa đông đang dần chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Nếu như giữa trời mùa đông lạnh giá mà trên tay cầm một chiếc bánh chiên giòn nóng hổi thì thật là tuyệt vời. Món ăn đường phố là một món ăn phổ biến với mọi người, và đặc biệt vào mùa đông này, món ăn đường phố lại càng đa dạng hơn với nhiều loại bánh trái, đồ uống khác nhau như tháng dền, đồ nướng, sữa đậu nóng, bánh rán. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem, ở nơi đây, ở mảnh đất vị xuyên thân thương này của chúng ta, yêu thích và ưa chuộng nhất là món gì nhé. Và bây giờ mọi người hãy theo chân mình đi phỏng vấn xem món bánh yêu thích của mọi người là gì nhá. Đi thôi. Chào em, bây giờ em có thể cho chị biết là món bánh yêu thích nhất mùa đông này của em là món gì không nhỉ? Thì mùa đông này rất là lạnh lẽo thì em thấy là mình lên thích cái món là bánh chuối. Bánh chuối à? Thế món bánh chuối này có gì hấp dẫn mà em lại thích món đấy nhỉ? Tại vì nó em thích thôi. Em chào chị Minh ạ, chị có thể cho em biết là món bánh yêu thích nhất mùa đông này của chị là gì không ạ? Món bánh yêu thích nhất trong mùa đông này chị nghĩ đến bánh dày. Dày ạ? Em cảm ơn chị ạ. Xin chào hai bạn, hai bạn có thể cho mình biết là món bánh yêu thích nhất mùa đông này của hai bạn là món gì không nhỉ? Bánh chuối ạ, món yêu thích của mình cũng là bánh chuối. Vậy món đấy có gì hấp dẫn mà hai bạn lại thích nhất món bánh đấy nhá? Thật ra thì cái nguyên liệu để chuẩn bị cái món bánh này thì cũng không có gì là cầu kỳ cả. Ra thì nó được quét một cái lớp bột lên, khi mà mình ăn vào cảm giác rất là giòn và cái sự độ ngậy của chuối. Và mà khi mà mình ngồi cùng với lại cái bếp lửa thì cảm giác là cái không khí của mùa đông rất ấm áp. Cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao ạ? Mình thì thấy nó hấp dẫn ở cái chỗ là cái hương vị của nó làm cho mình nhớ tới cái mảnh đất quê hương của mình. Rồi, mình cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Sau những lần phỏng vấn khảo sát mọi người xung quanh thì nhóm tớ đã tìm được một món ăn mà mọi người yêu thích nhất. Đó chính là món bánh chuối, một loại bánh khá là đa dạng và quen thuộc với chúng ta rồi phải không ạ? Hôm nay chúng tớ đã tìm được một nơi bán bánh chuối và các loại đồ ăn nhanh khác trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Chào đạo cô ạ. Chào tên là Hiền, cháu đến từ trường trung học phổ thông Vị Xuyên. Thì hôm nay chúng cháu có một cái trải nghiệm thực tế thì là đi trải nghiệm các quán hàng ăn ạ. Thì không biết là cô đang làm món gì nhỉ? Cháu đi từ xa, cháu ngửi thấy mùi rất là thơm ạ. Cô là cô buổi thường là buổi chiều là cô dán bánh chuối bánh khoai. Vâng. Bánh chuối của cô là rất phù hợp với các bạn, thường các bạn sẽ ăn hàng ngày. Cô cũng yêu thích cái món này. Bởi vì chính vì cô yêu thích nên là cô đã quyết tâm đi học và về cô mở cửa hàng. Cô đã mở cái quán này được bao lâu rồi ạ? Cô mở được 2 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ vâng. Thì trong nguyên liệu này thì cô là những có gồm những gì đấy ạ? Nguyên liệu thì rất là đơn giản con ạ, chỉ có bột mì, bột gạo nếp, với lại đường, sữa, nước cốt dừa, với lại bí đỏ để cô xay ra để trộn. Dạ vâng. Thế không biết là chuối, cô chọn chuối những loại chuối như nào để cô làm được cô nhỉ? Chuối cô thì cô chọn những quả chuối nó vừa, đừng có chín nhũn quá. Vâng. Cô là cô chọn dùng chuối tây, không phải dùng chuối tiêu. Quả chuối nó ngọt. Dạ vâng. Thì không biết là cháu bọn cháu đến đây thì cô để dẫn bọn cháu để chúng cháu có thể làm được những cái bánh ngon cho cô được không ạ? Được. Dạ vâng. Cô rất phấn nóng. Thế thì cô hướng dẫn chúng cháu làm những cái bánh như này cô nhé. Được rồi. Okay. Mà cô ở đây thì cô bán được những bánh gì là chạy nhất đấy ạ? Cô bán bánh chuối là chạy nhất. Dạ vâng. Bánh chuối bởi vì là bánh chuối nó ngọt tự nhiên. Đầu tiên, bác chuẩn bị chuối tiêu chín, sau đó lột vỏ và cho phần thịt vào tờ giấy bóng sạch, lăn sao cho tờ giấy cuộn tròn và quả chuối. Tiếp theo đó, đặt lên trên cái ép chuối và gập cái ép chuối xuống. Sau khi gập xong, bác bỏ chuối từ giấy bóng ra, cắt phần thừa và nhẹ nhàng đưa chuối đã ép vào bột để dán bánh. Bánh chiên xong lần 1, tiếp tục lăn thêm một lần bột nữa để bánh có độ ngậy, ngon từ trong ra ngoài. Sau đó tiếp tục lăn một lần bột nữa để phần bánh bên trong giòn rụm, tăng thêm phần hấp dẫn cho bánh. Đây nha mọi người, bánh chuối rất là ngon. Em bé ăn đi. Nào lên đây. Những con gió heo may của mùa thu chỉ đem lại mùa đông liên quan đến bánh đi. Những
còn có bắp. Các bạn ơi, tớ xin lỗi nha, tớ ăn được hết gần hết nửa cái rồi, tớ mới cho các